Trước khi tung clip suýt đâm Trấn Thành, JVVRMIND dành hẳn 13 tiếng là một điều khiến ai cũng nể. JVVRMIND đã dành hẳn 13 tiếng ngồi xem hết toàn bộ vlog trên kênh YouTube của Trấn Thành. Tới ngày 16 tháng 5, vlogger đình đám đời đầu, JVVRMIND đã bất ngờ đăng tải hai đoạn clip nói về diễn viên nổi tiếng của showbiz Trấn Thành. Trong đó, có clip với tựa đề gây sốc, mình từng suýt gạt tay trùng má Trấn Thành. Theo nội dung trong clip mà JVVRMIND, anh chàng quan điểm cho rằng MC Trấn Thành có cái tôi rất cao và giống anh ngày xưa. JVVRMIND nói trong clip, khi suốt một thời gian dài xung quanh bạn toàn là những lời khen, lời tán dương, bạn làm gì cũng được mọi người thần tượng, ca ngợi. Bên cạnh đó, bạn còn kiếm được rất nhiều tiền, được xã hội công nhận là người thành công nữa thì làm sao bạn có thể nghĩ mình là người bình thường được. Mình đặc biệt, mình hơn người. Khi bạn nói gì cũng được tung hô là chân lý, thì dần dần bạn sẽ nghĩ mình chính là chân lý. Đáng chú ý, nam vlogger còn hé lộ anh từng suýt đấm Trấn Thành vì bị nam danh hài mắng mày có biết diễn không, trước mặt cả ekip khi đang quay chung một đoạn TVC quảng cáo. Đặc biệt hơn, JVVRMIND còn thể hiện sự nghiêm túc trong quan điểm khi cho biết đã dành 13 tiếng đồng hồ xem tất cả các vlog trên kênh YouTube của Trấn Thành. Đó cũng là nội dung video thứ hai của JVVRMIND đang gây sốt cộng đồng mạng. Thậm chí đoạn video dài 13 tiếng, quay lại toàn bộ quá trình này đã thu về hơn 200.000 lượt xem chỉ sau một đêm. Ngay lập tức, hai vlog này của vlogger đình đám đời đầu đang khiến cộng đồng mạng ngả mũ thán phục. Nhiều người cho rằng chỉ có JVVRMIND mới sản xuất được nội dung độc đáo như vậy. Trong khi đông đảo các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội chọn làm những clip ngắn, short video, thì JVVRMIND gây ấn tượng mạnh với clip dài hẳn 13 tiếng đồng hồ chỉ để xem về một người. Cách làm đi ngược số đông này bất ngờ lại được nhiều người thích thú và hưởng ứng. Khoản bàn về bên trong clip nói gì, song cư dân mạng đánh giá video với thời lượng 13 tiếng cho thấy JVVRMIND chỉn chu, cẩn thận nghiêm túc trong cách sản xuất vlog. Bởi trước khi đưa ra bàn luận về một cá nhân nào đó, người nói ít nhất phải tìm hiểu kỹ về đối phương.